Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Đài Chính. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và cán bộ hưu trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Trà Vinh tổ chức họp mặt kiều bào và thân dân kiều bào nhân dịp đón mừng Xuân Canh Tý 2020. Chuyên đề ca người dân nói ghi nhận nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi của người dân huyện Trà Cú luôn hướng về những công trình xây dựng mang tính phúc lợi xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển liên tục ra đời, góp phần quan trọng vào việc kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến trình chỉnh trang đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, chiều hôm qua, ngày 20 tháng 1, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và cán bộ hưu trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Lâm Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi, gia đình ông Thạch Dư, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thăm gia đình ông Trần Văn Dân, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, gia đình ông Thạch Hen, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, gia đình ông Trần Hoàng Kim, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thăm gia đình bà Sơn Thị Ánh Hồng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Hà, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thăm gia đình Trung tướng Sơn Cang, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 Bộ Công an. Buổi chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm các đối tượng và gia đình chính sách trên địa bàn phường 1 thành phố Trà Vinh. Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng luôn quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các cán bộ hưu và gia đình chính sách và mong từng cá nhân các đồng chí cùng gia đình tiếp tục có sự quan tâm đóng góp những ý kiến tâm huyết để chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Trà Vinh trong quản lý, lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà ngày một phát triển hơn. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy có phần quà gửi tặng và gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đối tượng có công và gia đình chính sách vui đón Tết Nguyên đán của dân tộc với nhiều niềm vui và thắng lợi mới. Bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cán bộ hưu và gia đình chính sách cho rằng đó là nguồn động lực quan trọng nhằm khích lệ tinh thần quý báu của cá nhân từng đồng chí, góp phần tô thêm vẻ đẹp truyền thống đã tồn tại từ bao đời nay của dân tộc ta. Đồng thời, các gia đình còn vui mừng trước sự phát triển của tỉnh nhà trong những năm qua khi mức sống của người dân không ngừng được nâng cao. Nổi bật là đánh giá cao về kết quả đạt được trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa sâu sắc. Ngày 20 tháng 1, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm tặng quà cho 36 gia đình có công với cách mạng, thăm tặng quà cho Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Cú, thăm tặng quà cho Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú và Trung tâm Bảo trợ xã hội chùa Long Hòa, khóm 5 thị trấn Trà Cú. Tại buổi gặp mặt gia đình chính sách, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã thông tin một số tình hình nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh trong năm 2019, đặc biệt là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Canh Tý năm 2020. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh kính chúc các gia đình, quý mẹ Việt Nam anh hùng năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Đến thăm Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Cú và Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh kính chúc Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Hòa thượng Kim Ngọc Toàn và bà con Phật tử hưởng một mùa xuân thật nhiều sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, đoàn công tác Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Bến Tre. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, gia đình Đại tướng Lê Văn Chủng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình người có công với cách mạng và chúc các gia đình dồi dào sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Qua đây, đồng chí Nguyễn Thành Tâm cũng thông tin đến các gia đình về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong năm 2019 và định hướng phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Các gia đình mà đoàn đến thăm đã bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã quan tâm thăm hỏi, chúc mừng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Ngày 20 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt gặp gỡ giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh với trên 100 bà con kiều bào và thân nhân kiều bào trong tỉnh đang sinh sống, học tập và làm việc ở các quốc gia trên thế giới nhân dịp đón mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, bà Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng tham dự. Trong năm 2019, Trà Vinh có gần 4.000 lượt Việt kiều về thăm thân nhân, hợp tác đầu tư hỗ trợ người thân, làm công tác từ thiện xã hội. Đồng thời, bà con đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm cầu nối vận động các nhà tài trợ, xây dựng cầu đường, trường học, nhà ở, ủng hộ quỹ an sinh xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và từ thiện xã hội với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ trao tặng trên 8.700 suất quà cho hộ nghèo, xây dựng 24 căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 8 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ 10 bệnh nhân nghèo mổ tim, 30 suất học bổng và trên 2.000 phần quà cho học sinh nghèo. Ngoài ra, lượng kiều hối của bà con kiều bào quê hương Trà Vinh ở nước ngoài đã gửi về cho thân nhân số tiền trên 16,2 triệu đô la Mỹ. Song song đó, tỉnh cũng đã kêu gọi được 57 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có 54 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký được trên 6.217 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trên 100 triệu đô la Mỹ. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 351 dự án đầu tư, trong đó có 41 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 3,1 tỷ đô la Mỹ và 310 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 106.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và sự đóng góp quý báu của bà con kiều bào định cư ở nước ngoài. Đồng thời kêu gọi toàn thể bà con kiều bào quê hương Trà Vinh hãy cùng nhau hợp tác, đoàn kết chung sức chung lòng cùng với các quỹ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trung tỉnh tích cực tham gia đóng góp và ủng hộ, hỗ trợ để xây dựng cho quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho một tập thể và 12 cá nhân. Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã trao tặng giấy khen cho 12 cá nhân vì đã có thành tích đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thường trực Quyền ủy Trà Cú vừa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020 và mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh, Quý mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo Quyền ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn. Trước khi đi vào buổi lễ, lãnh đạo Quyền ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng với lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện đã đến viếng dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trong bài phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm, bà Trầm Thị Triệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Quyền ủy Trà Cú khẳng định, trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vươn cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu to lớn. Trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, huyện Trà Cú đã có hàng ngàn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân bị địch bắt, tù đày và bị thương tật suốt đời. Hiện nay, huyện Trà Cú có 1.538 người được công nhận liệt sĩ, 549 thương binh, bệnh binh và 416 người bị địch bắt, tù đày. Có 6 tập thể và 6 cá nhân vinh dự được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 240 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phát huy những thành tựu đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Trà Cú thế hệ hôm nay và mai sau sẽ kế tục và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng của cha anh, truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn thách thức, tập trung khai thác tối đa các nguồn lực, thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2020, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Đảng bộ huyện Trà Cú, bà Trầm Thị Triệt, Bí thư Quyền ủy Trà Cú kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện hãy phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Trà Cú anh hùng, đem hết sức lực và trí tuệ phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh. Dịp này, huyện ủy Trà Cú cũng tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí cao niên tuổi Đảng, trong đó huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí, huy hiệu 55 tuổi Đảng có 2 đồng chí, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duyên Hải vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 và kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh.
đồng chí Kim Rương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, quý mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, các xã thị trấn đến tham dự. Trước khi họp mặt, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đại biểu đã đến viếng đặt vòng hoa, thắp hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe đồng chí Kim Rương, bí thư huyện ủy phát biểu ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang qua 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự lớn mạnh của toàn đảng, 90 năm qua, Đảng bộ huyện Duyên Hải đã nhanh chóng trưởng thành về nhiều mặt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện đã vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh toàn diện, cùng với cả nước dựng bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm 2020, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm cuối, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể cần quan tâm, làm tốt công tác triển khai, quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2020. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng sản phẩm thế mạnh, tạo thương hiệu, nhãn mác của địa phương, tăng cường chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm công tác cải cách tư pháp, tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã trao tặng cho 15 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ huyện đạt quy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi đảng. Ngày 20 tháng 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Trong năm 2019, công tác lao động, việc làm đạt được nhiều kết quả khả quan, ý thức của người lao động ngày càng được nâng lên trong việc chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực. Cụ thể, tỉnh đã giới thiệu tạo việc làm mới cho trên 25.000 lao động, tổ chức đưa 604 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 150% chỉ tiêu kế hoạch. Việc thực hiện luật bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được ngành lao động thương binh và xã hội tập trung quan tâm. Bên cạnh đó, chế độ chính sách đối với thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng được đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời. Điển hình như giải quyết gần 530 trường hợp chế độ thờ cúng liệt sĩ, tiếp nhận và bàn giao về địa phương 197 bằng tổ quốc ghi công để cấp cho thân nhân liệt sĩ, 73 quân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và giải quyết 176 trường hợp chế độ mai táng phí kịp thời cho các đối tượng hưởng theo quyết định 290, 188, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ. Về nhiệm vụ công tác năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 23.000 người, chăm lo chế độ chính sách đầy đủ kịp thời cho hộ người có công với cách mạng, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo chung theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1 đến 1,5%. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer giảm từ 2 đến 3%, đồng thời triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách địa phương cân đối, vốn huy động cộng đồng nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 20 tháng 1, tại thị trấn Mỹ Long, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang tổ chức lễ trao bằng di tích cấp tỉnh cho di tích lịch sử Đồng Khởi Mỹ Long, Cầu Ngang. Tại buổi lễ, lãnh đạo thị trấn Mỹ Long ôn lại truyền thống đấu tranh kiên trung bất khuất của quân dân ba xã Mỹ Long dưới sự lãnh đạo của đảng. Đặc biệt, ngày 8 tháng 9 năm 1960, trước phong trào Đồng Khởi Bến Tre phát triển mạnh mẽ tại rừng Lương Cầu, xã Long Toàn, Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh quyết định lấy ngày 14 tháng 9 năm 1960 làm ngày đồng khởi nhất loạt trong tỉnh. Trong đó chọn địa bàn xã Mỹ Long làm điểm chỉ đạo. Dưới sự lãnh đạo của đảng, quân dân Mỹ Long đã tích cực cùng với quân dân cả nước dùng lên đấu tranh chính trị, vũ trang, làm nên một kỳ tích của ngày 14 tháng 9 năm 1960, chiếm lĩnh Đồn Bót, kêu gọi binh sĩ địch đầu hàng, tạo thuận lợi để lực lượng của ta đánh chiếm các cơ sở trọng yếu của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tỉnh ủy giao phó. Từ những thành tích đặc biệt nói trên, đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Long vinh dự được nhà nước ta phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy tinh thần đồng khởi 14 tháng 9 năm 1960, 60 năm qua đảng bộ quân dân Mỹ Long năm xưa, nay chia thành thị trấn Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Tổng sản phẩm GRDP hàng năm đều tăng, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, cơ sở hạ tầng và bộ mặt nông thôn được đầu tư có nhiều khởi sắc, xứng đáng với danh hiệu xã văn hóa, xã nông thôn mới. Dịp này, Ủy ban dân huyện Cầu Ngang trao tặng giấy khen cho cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đồng khởi Mỹ Long 14 tháng 9 năm 1960.
Ngày 18 tháng 1, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Thành phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duyên Hải tổ chức lễ công nhận thị trấn văn minh đô thị gắn với họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Ông Phạm Thành Lập, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải đến dự. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Long Thành đã chung sức chung lòng thực hiện các tiêu chí theo quy định. Trong đó thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc xây dựng đô thị theo quy hoạch, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khóm văn hóa, xây dựng đời sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị, phong trào văn hóa thể thao, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quy định. Đến nay, thị trấn Long Thành có khu trung tâm hành chính tập trung được xây dựng khang trang, xây dựng mới 4 km đường nhựa, 5,2 km đường đan, sửa chữa và xây dựng mới 5 nhà văn hóa khóm, 1 trạm y tế, 4 phòng học, 2 cống cấp thoát nước, xây dựng mới chợ thị trấn Long Thành, đang tiến hành xây dựng trung tâm y tế huyện, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2020, bình xét và công nhận 1.349 hộ gia đình văn hóa, đạt 96,7%. Ông Phạm Thành Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải biểu dương và chúc mừng Đảng bộ cùng với chính quyền và nhân dân thị trấn Long Thành xây dựng đạt danh hiệu thị trấn văn minh đô thị. Để tiếp tục giữ vững danh hiệu này trong thời gian tới, thị trấn cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực, phát huy đúng thế mạnh, tiềm năng của địa phương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo nền tảng cho việc giữ vững tiêu chuẩn văn minh đô thị. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Thành khen thưởng cho 7 cá nhân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2019. Sau 3 đêm thi diễn chương trình liên quan nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh Khmer qua lần thứ nhất năm 2020, đêm qua, ngày 20 tháng 1, tại công viên thành phố Trà Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã tổ chức chương trình công diễn và bế mạc liên quan. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Dương Hoàng Sâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đến dự. Liên quan nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh Khmer qua tỉnh Trà Vinh lần thứ nhất năm 2020, đã có hơn 400 diễn viên, vũ công, nhạc công đến từ 9 đơn vị huyện, thị, thành phố và trường Đại học Trà Vinh tham gia thi diễn 10 chương trình nghệ thuật tổng hợp với trên 60 tiết mục nhằm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống mang sắc thái đặc trưng của cộng đồng ba dân tộc Kinh Khmer qua trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ban giám khảo và ban tổ chức, thì các đơn vị tham gia liên quan đều có sự quan tâm đầu tư dàn dựng chương trình rất công phu hoành tráng, bám sát theo đúng nội dung chủ đề như ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình đoàn kết các dân tộc Kinh Khmer qua. Đặc biệt là khoảng cách giữa nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp đã có sự thu hẹp đáng kể, nhiều chương trình tiết mục thi diễn hấp dẫn đã thu hút đông đảo người xem. Kết quả, đơn vị huyện Cầu Ngang là đơn vị xuất sắc nhất đạt giải A, huyện Trà Cú đạt giải B, hai đơn vị thành phố Trà Vinh và trường học Trà Vinh đạt giải C. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, trong năm 2019 vừa qua, huyện Trà Cú luôn huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhiều công trình xây dựng mang tính phúc lợi xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển liên tục ra đời, góp phần quan trọng vào việc kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến trình chỉnh trang đô thị. Đây không chỉ là những công trình mang ý nghĩa dân sinh mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đây là tuyến đường chữa nối dài từ kênh 3 tháng 2 đến cầu Thanh Đoàn thuộc ấp Xà Dần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. Tuy là trục chính nội đồng, nhưng trước kia, tuyến đường này chỉ là đường bờ đê lầy lội, gây khó khăn trong đi lại cũng như vận chuyển giao thương các mặt hàng nông sản. Trước khó khăn trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú đã trực tiếp xuống khảo sát và chỉ đạo đầu tư xây dựng thay thế bằng tuyến đường chữa. Vào tháng 9 năm 2019, tuyến đường bắt đầu được khởi công xây dựng với tổng nguồn vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện. Chiều ngang mặt đường là 3,5 m, dài 1.200 m và được hoàn thành vào cuối năm 2019. Đối với người dân nơi đây, tuyến đường được hoàn thành không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tin vào sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với nhân dân. Trong cái thời gian qua thì được nhờ sự quan tâm của Đảng nhà nước thì cũng có khảo sát nhiều lần. Đó. Nói chung là tạo điều kiện cho bà con để mà đi lại cho nó dễ dàng, đặc biệt là cái sản xuất nông nghiệp. Thì hiện nay là tuyến đường này cũng đã hoàn thành. Đó.
Nhìn chung thì nói chung có nhiều lợi mọi mặt. Thứ nhất là về cái việc đi lại cũng như là việc học hành của con em, nói chung là đi lại nó cũng dễ dàng. Cái thứ hai là cái phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì ở đây đặc biệt là cây lúa đó cũng tạo điều kiện cho bà con để mà phát triển nông nghiệp, cũng như cái khu vận chuyển lúa phân bón đó. Thì cái thứ ba đó là cái lợi nhuận chỗ là kinh phí, nói chung là thương lái không có ép giá được đó, cũng tạo điều kiện cho bà con để mà phát triển kinh tế đó. Nói chung là nó có lợi nhiều mặt đó. Cái thứ tư nữa là về cái nâng chất cái bộ mặt văn hóa nông thôn mới. Anh Hà Minh Trí, một trong những người dân sống cặp theo tuyến đường này hơn 20 năm cho biết, người dân ở đây sống bằng nghề nông là chính. Tuy nhiên, do tuyến đường quá nhỏ hẹp và lầy lội, nên việc đi lại vận chuyển hàng hóa vô cùng trơn trượt, gây khó khăn và nguy hiểm. Riêng gia đình anh trồng khoảng 3 công lúa và hơn 1 công màu, cũng do tuyến đường vận chuyển khó nên mỗi đợt thu hoạch, anh đều mất khoảng 100 đến 200 đồng trên 1 ký so với giá thị trường. Nay tuyến đường được hoàn thành, đời sống kinh tế của gia đình và nhiều hộ dân nơi đây cũng nhờ đó mà khởi sắc hơn. Trước kia đường nó chân chật khó đi gì, nó quá trời dơ rồi mưa mùa mưa rồi nó khó. Giờ được làm đường vậy nó cũng đỡ cho dân nó khỏe. Đối với tôi thì làm ruộng đồ này cái nọ, giá cả thì nó cũng ít có ép giá. Rồi trước kia thì nó cũng ép giá từ 1-200 đồng ký vậy đó. Còn giờ được vậy thì nó cũng đã ít cái ép giá đỡ, thấy cũng vui đi. Cái đường được nó được vậy nó cũng khỏe cho dân làm ruộng đồ này cái nọ, nó cũng khỏe. Nhưng cái thứ hai nữa, nó cũng thuận tiện lúa thóc đồ đem về nhà này cái nọ, nó cũng dễ dàng nữa. Bên cạnh đầu tư giao thông nông thôn, một trong những công trình mang lại phấn khởi cho nhiều hộ dân ở huyện Trà Cú đó là việc đầu tư xây dựng nâng cấp trường mầm non thị trấn Trà Cú. Đây là công trình thuộc dự án xây dựng các phòng học thuộc đề án mầm non 5 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 3 do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Theo đó, trường mầm non thị trấn Trà Cú sẽ được xây dựng thêm 4 phòng học và 9 phòng chức năng với tổng nguồn vốn khoảng 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Việc đầu tư xây dựng này xuất phát từ nguyên nhân điểm trường cũ chật hẹp, số lượng học sinh tăng hàng năm. Đặc biệt, địa bàn thị trấn Trà Cú, số lượng học sinh thường tăng cao so với các địa phương khác trong huyện. Hiện công trình đã hoàn thành cơ bản khoảng trên 80% và là một trong những niềm vui to lớn của thầy và trò trường mầm non thị trấn Trà Cú trong dịp Tết năm nay. Được sự quan tâm của ngành cũng như là của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là ở ủy ban huyện cũng có tạo điều kiện cho trường là xây dựng các cái phòng học theo từng năm. Đến năm học này thì ở trường đảm bảo được cái cơ sở vật chất, cụ thể như là các cái phòng học. Ở trường cô không phải khó khăn về cái phần cơ sở vật chất các cái phòng học nữa, cái phòng học được đảm bảo. Và đặc biệt là năm học này, năm học 2019-2020 thì lại là có thêm được là 9 phòng chức năng nữa, mặc dù chưa có đưa vào sử dụng, nhưng mà đây cũng là một cái sự quan tâm của các cấp ở địa phương đã tạo điều kiện tốt cho nhà trường. Phụ huynh thì thấy mừng phấn khởi được ngôi trường đẹp, sạch đẹp, xây đầu tư cơ sở vật chất kinh tế hạ tầng, thấy thì xây thêm mấy phòng học, tại vì hai bên cũng bất tiện cho con mình đi học, dù mà hai đứa thì đưa qua đây thì rước kia đây thì nó cũng hơi bất tiện. Thì sau này xây dựng đây thêm thì mai mốt thì tập trung cái thấy cũng tốt đó, cũng cảm ơn cái chỗ mấy lãnh đạo của ủy ban với phòng giáo dục này kia đã tạo điều kiện cho con em đến trường học nó tốt hơn. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, trong năm 2019, huyện đã triển khai thực hiện 147 hạng mục công trình xây dựng cơ bản với tổng kế hoạch vốn gần 200 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 135 công trình và đang triển khai thi công 12 công trình với trên 170 tỷ đồng vốn đã giải ngân. Với sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp cùng sự đồng thuận của người dân, tin rằng năm 2020, Trà Cú sẽ có thêm nhiều công trình ý đảng, lòng dân góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ.